Xin chào anh chị em đam mê Liên Quân. Chào mừng anh em lại đến với series câu chuyện căn tướng trong Liên Quân Mobile, nơi chúng ta sẽ tạm bỏ qua những cuộc đấu nơi chiến trường 5v5 để đào sâu vào bối cảnh về các vị tướng, để hiểu thêm về các vị tướng nhé. Ở đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu đến các bộ trang phục rất đẹp của các vị tướng, cũng như các câu chuyện mới lạ ẩn sau những bộ trang phục đó. Hôm nay thì lại mang đến một video câu chuyện mới toanh về một trang phục mà các anh em yêu cầu rất nhiều ở các video lần trước. Và ngoài ra thì đây cũng là loạt trang phục rất đặc biệt khi tạo ra chỉ dành cho các vị tướng nữ mà thôi. Anh em đã đoán được đó là loạt trang phục gì rồi đúng không nào? Phải rồi, xin giới thiệu với anh em loạt trang phục mới toanh được xuất hiện trên kênh, đó chính là Quay. À mà qua đã nào, trước khi vô chương mục chính thì anh em đừng quên dừng khoảng chừng là 2 giây để nhấn like, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh để tiếp thêm động lực cho bọn mình nha. Cảm ơn anh em rất nhiều, còn giờ thì cùng nhau vào việc thôi. Let's go! Loạt trang phục Quay chính là những bộ trang phục vô cùng đặc biệt được xuất hiện trong những sự kiện rất lớn của Liên Quân. Đề tài chính là nói về một nhóm nhạc nữ Quay với ca khúc chủ đề là Dry On. Loạt trang phục ngay khi vừa được ra mắt đã nhanh chóng nhận được sự chào đón vô cùng nồng nhiệt và sự yêu thích từ các game thủ, với ngoại hình cùng với các hiệu ứng đầu tư vô cùng kỹ càng và chăm chút. Những vị tướng được may mắn lựa chọn cho bộ sưu tập vô cùng bắt mắt này đó là Điêu Thuyền Quay, Zenna Quay, Sinetria Quay và cuối cùng là Liliana Quay. Đặc biệt còn có sự xuất hiện của hai vị tướng khác có tác động và liên quan mật thiết đến cốt truyện, và nói kỹ hơn là nhóm nhạc Quay này đó chính là Arum, quản lý tài chính, và Mina, đào tạo siêu sao. Sau khi đã tìm hiểu sơ về sự xuất hiện của Quay thì tiếp theo đây chúng ta sẽ nhanh chóng vào bối cảnh và cốt truyện chính của loạt trang phục này thôi nào. Quay là một nhóm nhạc được thành lập bởi tập đoàn vô cùng lớn và có tác động trên toàn trái đất, thậm chí là vươn xa ra cả vũ trụ, đó chính là tập đoàn Infinity. Nhóm nhạc như Quay bao gồm 4 thành viên đó là đội trưởng Điêu Thuyền, Zenna, Sinetria và cô em út Liliana. Nhưng đặc biệt ở đây chính là họ chỉ là một nhóm nhạc bình thường, cả 4 bọn họ đều không phải là con người, họ là những bản thể của một hành tinh nào đó trên vũ trụ tạo thành. Và công ty Infinity cũng quyết định họ sẽ là những người đầu tiên hoạt động ca nhạc trên một trạm vũ trụ dưới sự quản lý chính của Arum, quản lý tài năng, và người hướng dẫn là Mina, đào tạo siêu sao. Quay được định hướng sẽ là nhóm nhạc băng qua các hành tinh và biểu diễn cho không chỉ con người trái đất theo dõi. 4 cô gái xinh đẹp với 4 cá tính khác nhau sẽ mang lại những cảm xúc vô cùng mới mẻ. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu sâu hơn về họ nào. Hôm nay thì chúng ta sẽ bắt tay vào tìm hiểu trước về hai nhân vật đó là Điêu Thuyền và Shaina trước nhé. Để kể về một nhóm nhạc thì đầu tiên ta phải nói đến đó là đội trưởng của nhóm nhạc đó đúng không nào? Và nhân vật may mắn được lựa chọn làm đội trưởng của nhóm nhạc Quay vô cùng nổi tiếng này đó là Điêu Thuyền. Cô nàng được tạo ra bởi bản thể của một hành tinh vô cùng lạnh giá có tên là Âm Độ Tuyệt Đối. Nữ idol Điêu Thuyền sở hữu một vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp và dịu dàng, với mái tóc trắng buốt, khuôn mặt nhỏ nhắn và thân hình hoàn hảo. Cô cũng khoác lên người một bộ trang phục màu trắng cho cùng giống với mái tóc của mình. Qua lời của cô nàng quản lý tài năng Arum thì Điêu Thuyền chính là lựa chọn tham gia vào Quay với mong muốn rằng có thể xóa bỏ đi cái tính hay xấu hổ của cô. Trong đội, tuy rằng cô nàng giữ vai trò là một người lãnh đạo, nhưng với tính cách nói trên, cô nàng lại vô cùng hiền và có phần nhút nhát. Cũng vì phần tính cách này mà Điêu Thuyền khá là sợ người lạ. Có điều, Điêu Thuyền cũng là một cô gái lương thiện ôn hòa, vì thế mà nàng cũng rất muốn hòa hợp với mọi người, đặc biệt là các thành viên trong nhóm. Cô còn có một kỹ năng, mà không phải phải gọi là tật xấu, khi vào những lúc căng thẳng thì nhiệt độ của cô nàng sẽ hạ xuống âm độ tuyệt đối, có thể khiến cho đồ vật xung quanh đóng băng. Tuy nhiên, khi xét về tính chất của công việc thì thật sự khiến cho siêu năng lực này trở nên cực kỳ phiền phức. Sự việc phiền phức ấy cũng đã có tiền lệ rồi chứ. Nó diễn ra trong một đợt khi mà cả nhóm có một buổi livestream với người hâm mộ cho buổi ra mắt Ryan, cũng như là sự kiện nhóm chính thức debut với mọi người. Càng đến gần buổi livestream, Điêu Thuyền lại càng căng thẳng, và điều này đương nhiên khiến cho nhiệt độ xung quanh bắt đầu lạnh lẽo. Nàng nhắm nghiền hai mắt, dựa vào tường cố gắng ổn định nhịp thở của bản thân, nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Nhiệt độ ngày càng xuống thấp, cùng với đó đã vô tình khiến cho chiếc Maro đeo bên tai của nàng đóng băng và không thể hoạt động được nữa. Điều này khiến cho cô nàng cảm thấy bản thân thật vô dụng. Trong khi chúng ta có khả năng lãnh đạo, còn biết sáng tác nhạc, Liliana thì có khả năng thiên phú về vũ đạo, còn Sinetria thì lại học nhanh vô cùng. Đổi lại thì một người đáng lẽ phải dẫn dắt họ với cương vị một đội trưởng như cô lại không có điểm mạnh gì, nhiều lúc còn phải nhờ trên nhà giúp đỡ. Tuy nhiên, nhờ vào sự khuyên nhủ của người quản lý, cô nàng đã tự vực dậy bản thân. Bạn quá tự ti rồi, trong mắt mình bạn rất giỏi, người xinh đẹp vốn dĩ nhất chính là bạn. Trong một lần Shaina có việc gấp phải quay về trái đất, Điêu Thuyền đã đứng ra giúp hai người bạn của mình luyện tập vũ đạo và học lời bài hát.
và kết quả là hai người họ đã hoàn thành việc học vũ đạo sớm hơn dự kiến. Chính vì điều này đã giúp đưa thuyền thoát khỏi bóng ma tâm lý về việc bản thân không có ích gì cho nhóm và cô quyết tâm rằng trước kia mình cứ nghĩ làm không tốt cái này cái kia, thực sự cứ bỏ qua nó và sống sót thực hành là được. Đội trưởng của Quay là mình. Thành viên tiếp theo cũng là một thành viên toàn năng của nhóm nhạc Quay. Tuy không phải là trưởng nhóm nhưng cô nàng lại được coi như là một người chị cả, luôn giúp đỡ và hướng dẫn các thành viên khác trong việc luyện tập ca múa và là sợi dây kết nối cho các thành viên trong nhóm đó chính là Zena. Cô cũng là thành viên được tập đoàn Infinity lựa chọn để ra mắt sớm nhất. Ngoài việc chăm lo cho màn trình diễn của đội thì cô nàng cũng vô cùng quan tâm đến tính cách cùng tâm trạng của các thành viên. Chẳng hạn như cô biết rõ sở thích của từng người như Sinetria thích bánh kem, Liliana thì lại có sở thích là yêu thích việc được xuống trái đất chơi, và nhờ vào việc nắm rõ từng sở thích của các thành viên cũng giúp cho Zena dễ dàng lại khéo léo sử dụng những sở thích đó để khiến họ phải luyện tập thật tốt và chăm chỉ. Không chỉ vậy, những điều mà Zena làm còn là vì cô cho rằng chỉ khi hiểu những đồng đội của mình một cách hoàn hảo thì cô mới có thể lựa chọn phương pháp để có thể giúp đỡ họ hoàn thành buổi luyện tập một cách tốt nhất. Tôi sẽ dẫn dắt các thành viên của mình hướng tới ánh sáng, đó là mong muốn và cũng là nghĩa vụ của tôi. Qua những biểu hiện trên, tác phẩm nào cũng dễ dàng đoán ra được cô nàng Zena này có tính cách vô cùng mạnh mẽ, lại rất nghiêm khắc, có trách nhiệm và vô cùng thực tế. Điều này cũng khiến cho bộ trang phục của cô phong lên người có phần hơi đặc biệt hơn với các thành viên khác. Trong khi cả ba người còn lại đã thay đổi cho mình một hình mẫu ngọt ngào và dịu dàng, thì Zena lại có phong cách cá tính với mái tóc đỏ lai cam cùng với bộ trang phục và đồ cái tóc đều là một màu đen vô cùng lôi cuốn người nhìn. Với vai trò là một người chỉ huy của nhóm, Zena luôn là người vô cùng toàn diện và sâu sắc. Mỗi khi có tình huống bất ngờ xảy ra trong quá trình luyện tập, cô sẽ là người nắm bắt được nó và đưa ra hướng giải quyết tốt nhất cho toàn đội. Chẳng hạn như là vào một lần nhóm xảy ra mâu thuẫn trong quá trình luyện tập, Zena rất nhanh đã đưa ra được hướng giải quyết. Nếu ý kiến bất đồng, chúng ta sẽ ghi lại rồi tiếp tục tập, tập sau một lượt rồi tiếp tục giải quyết. Cô nàng yêu cầu người quản lý quay lại video để họ có thể xem lại một tổng kết. Còn điều thuyền sẽ lấy các ý kiến của các thành viên để chọn lọc ra phương án tốt nhất, từ đó tìm hướng giải quyết và đưa ra một video hoàn chỉnh. Sự điều phối hoàn hảo của Zena đã khiến cho mọi chuyện đã được giải quyết và mâu thuẫn cũng được hòa giải. Chính vì sự đồng tình cậy đó mà Zena hoàn toàn được mọi người tín nhiệm, và ngay cả đội trưởng điều thuyền có chức vụ cao hơn cũng rất yêu mến và lắng nghe sự chỉ đạo của cô nàng. Tuy nhiên, nếu các bạn nghĩ rằng Zena là một thành viên khó tính và khó gần bởi tính cách của cô nàng thì các bạn hoàn toàn sai lầm rồi nhé. Đó chỉ là biểu hiện của sự nhiệt huyết hết mình với công việc và các thành viên trong đội mà thôi. Zena hoàn toàn rất yêu thương các thành viên đấy, điển hình là qua một sự việc như thế này. Bởi vì là một người chị cả dẫn dắt các thành viên còn lại nên Zena luôn là người sắp xếp chi tiết lịch trình của mọi người, và cô cũng là người học thuộc vũ đạo sớm nhất để kịp thời chỉ dẫn cho các thành viên. Chính vì thế mà vô tình đã khiến cho lịch trình của cô nàng này rất dày đặc. Gần như cô lựa chọn cho bản thân sẽ bắt đầu từ lúc 6:30 và hoạt động xuyên suốt đến tận 3:00 sáng, chỉ vì cô cho rằng mình là bản thể hành tinh và không dễ để cảm thấy mệt mỏi. Trong khoảng thời gian đó, cũng chính là quản lý cũng đã theo sát sao lịch trình ấy để chăm sóc cho cô nàng. Tuy nhiên, với cơ thể chỉ là một người bình thường thì đương nhiên rất nhanh sau đó, người quản lý cũng đã kiệt sức và ngất xỉu. Cô quản lý đó nhanh chóng được đưa về trái đất để có thể tỉnh dưỡng. Trong suốt quá trình đó, Zena hoàn toàn không hề xuất hiện để hỏi thăm người quản lý nọ. Điều này cũng khiến cô rất buồn. Nhưng khi quay trở về trạm vũ trụ, trước mặt cô quản lý lúc này đó là một bản lịch trình rất chi tiết mà Zena đã làm ra cho cô. Những mục thực hiện trên tờ giấy nọ hoàn toàn phù hợp với thời gian nghỉ ngơi của một con người, và đồng thời nó cũng được đảm bảo cho cô nàng có thể hoàn thành tốt được nhiệm vụ của mình. Qua đây, người quản lý nọ cũng đã hiểu được ra tâm lý của Zena. Cùng lúc đó, điều thuyền cũng đã nói cho người quản lý một bí mật, đó chính là việc đi thăm cô thường xuyên trong lúc cô tịnh dưỡng là do một mình Zena nhắc nhở bọn họ. Có lẽ với tính cách mạnh mẽ như thế thì Zena bên ngoài sẽ không biểu lộ ra những sự quan tâm và có phần hơi lạnh lùng, nhưng sâu bên trong thì cô nàng này lại rất ấm áp và quan tâm đến mọi người lắm đấy. Tuy cô không hiểu bạn, nhưng cô ấy sẽ giúp bạn xử lý vấn đề. Điều thuyền tiết lộ về phong cách của Zena. Và trên đây chính là câu chuyện của bộ trang phục Quay của hai vị tướng là Điêu Thuyền và Zena. Quả là hai câu chuyện vô cùng hấp dẫn, được không nào? Nếu vậy thì anh em hãy cùng đón xem tiếp nốt hai vị tướng còn lại xuất hiện vào phần 2 nhé. Đảm bảo không hay không ăn tiền luôn nha. Anh em có suy nghĩ gì về câu chuyện trang phục này hay không? Hãy cùng comment cho tụi mình biết ở phần bình luận nha. Và cũng đừng quên hãy cùng chờ đón những video tiếp theo về các tướng tướng cũng như những bộ trang phục của bọn họ nhé. Đừng quên nhấn like và theo dõi bất lực cùng chúng mình nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Bye bye.